tại sao bà Hằng làm tới, và một số người lập ra những cái hồ sơ để mà tố cáo ông chữa bệnh chết người là dám lên tiếng, là bởi vì biết rằng sao, có hai vấn đề mà khiến cho họ làm. Một là sao dựa hơi bà Hằng, hai là biết rằng ông Yên cũng chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi trời ơi, ổng sẽ chấp nhận là sám hối. Nhiều khi ổng sẽ nói là à thôi, đây là cái nghiệp phải trả, cho nên là thôi tôi không có kiện tụng ai, ai muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Rất nhiều người hùa theo bà Hằng, chửi ông Yên tan nát luôn, đoàn siêu lừa đảo, rồi cái đó lăn băm chữa cái gì. Nhưng mà trước đó là nha, trước đó khi mà ông đang đi chữa đó, thì bắt đầu là cũng có nhiều người làm bác sĩ tây y đưa con tới cho ông Yên chữa, và cũng âm thầm lặng lẽ ra đi, không muốn tin tức của mình là một người bác sĩ tây y lại đi lặn lội tìm một người lương y, một người lăn băm như vậy để chữa, nó mất mặt. Nhưng kết quả thì con của họ ngày hôm nay khỏe mạnh, đứa nói được, đứa nghe được. Bây giờ bà Hằng vô kia rồi thì quý vị phải liều hồn nha. Mình nghe đồn nha, mình nghe đồn thôi, chỉ còn thêm một người vu khống nữa, chưa kiểm chứng nhưng mà mình nghe đồn thoáng thoáng, chỉ còn một người mà vu khống theo cái dạng đó nữa là sẽ ăn cái lá đơn của ông Yên đấy. Và bây giờ là ông Yên ổng muốn tịnh tu, ổng muốn sám hối, ổng muốn tịnh dưỡng cái thân tâm của ổng, để ổng nghĩ về những chuyện ổng đã làm, những cái gì đã đúng ổng phát huy, những gì sai ổng rút kinh nghiệm, pháp luật cũng đã chứng minh hết rồi. Mà bây giờ ai còn lên tiếng cái kiểu mà vu khống theo cái dạng gửi đơn đó nữa, trong khi là bà Hằng đã vào trong kia rồi, thì liệu hồn coi chừng ăn tờ đơn. Mà ăn tờ đơn là nặng à, vu khống này là nặng à. Tại vì cái vu khống là vu khống chữa bệnh chết người, nó rất là nặng, chứ không phải là vu khống như theo cái kiểu mà 331 đơn giản là xâm phạm quyền lợi ích tự do dân chủ. Cái này nó nặng á, chứ không đùa đâu. Đó, cho nên là bây giờ mình đề nghị cuồn cuộn con, bây giờ là sống hết mình vì chị Hằng đúng không? Bây giờ nếu có bằng chứng, gửi đơn lên đi, đừng nói nhiều. Đừng có đi theo cái vết xe đổ của trùm cuối, của trọc phú đê tiện và của bà Hằng. Đừng có đi theo cái vết xe đổ đó, nghĩ rất là viển vông, nghĩ rất là dở hơi. Cứ ăn đi làm từ thiện, ai là doanh nhân lập nên doanh nghiệp, vay vốn nhà nước, xin dự án, làm thất thoát tiền của nhà nước, xong nhắm cái hướng mình chuẩn bị bị bắt đó, bắt đầu mở ra làm từ thiện hàng trăm tỷ đồng, hàng năm vài ngàn tỷ đồng cho làm từ thiện, để mong được xóa sạch dấu vết, để mong được cộng đồng là khi tôi gặp chuyện là cộng đồng lên tiếng giùm tôi nè. Cho nên cái chuyện mà bà gây ra náo loạn, bà thu hút dư luận trong ngày hôm nay, là bà đã biết được bà có ngày sẽ vào trong trại rồi, và bà đã kỳ vọng là cái tiếng nói dư luận sẽ cứu bà, sẽ giúp cho bà thoát cái án đó. Nhưng không có chuyện đó đâu. Mình nghe đồn lần này mà ai vu khống nữa, coi chừng ổng tố ngược lại là nặng ký á, nặng á, không đùa đâu. Trước đây là bà Hằng còn đó ổng Nam Mô A Di Đà Phật, chứ bây giờ là có thể ổng xem xét vẫn đang Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà những người khác tác động vào, ổng muốn là cho xử lý một trường hợp để làm gương, là coi chừng liệu hồn đó nha. Tôi nhắc trước rồi đó, chứ đừng có thấy ổng Nam Mô A Di Đà Phật rồi cứ làm tới hoài đâu. Còn những người mà đã chơi cái chiêu mà gửi đơn đó, bây giờ hồi hộp lắm chứ, đòi hỏi tự do cho cố, rồi tới ngày sẽ mất tự do. Hãy nhìn tấm gương bà Hằng đi đấy, chưa nói trùm cuối nha, còn trùm cuối nữa, trùm cuối vẫn đã nói rồi, bà Hằng đi sẽ lôi theo một nhóm người đi, rồi là trùm cuối nếu mà đi coi chừng cũng lôi theo một nhóm người đi, mà không biết đó là nhóm người nào. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Dạ kính thưa bà con cô bác, kính thưa quý vị, thông qua Lý Lắc và Lốc, chính Tiền Giang vừa nhận được một cái ghi âm của cái thằng Happy Media. Cái thằng này á thì trước kia đó nó là một cái thằng nói chuyện rất đứng đắn, phân tích rất đứng đắn về cái vụ của tỉnh thất bồng lai. Chính hay thường xem clip của cái Happy Media. Bây giờ hôm nay tới giờ phút này nó vẫn còn mạnh miệng. Nó nói rằng những cái đơn mà bị chết người đó, con của mình hoặc vợ mình bị chết á, là do dựa hơi của bà Hằng. Và Võ Hoàng Yên chỉ biết âm thầm để niệm Phật. Bây giờ nếu ai mà nói nữa đó thì Võ Hoàng Yên ăn cái đơn của Võ Hoàng Yên. Trời ơi, tao nói cho mày Võ, mày Happy Nia ơi, tao nói cho mày nghe, tao đã nói rất nhiều bài, cô Chính Tiền Giang nói rất nhiều bài. Là tao nói rằng đó là bà Hằng bả ra từng nói rằng trong nước và ngoài nước có ai hết bệnh hay không. Cái thằng thầy của mày hay cái thằng cái gì của mày đó, tao nói cho mày nghe nó, mày muốn ca ngợi nó cái gì cũng được, tao với một cô Hằng đồng ý với nhau là cái chỗ là gì nè. Bây giờ không có nói quan cho thằng Võ Hoàng Yên, nó đã có 14 năm làm việc nha, không có đợi cái bản mặt mày đâu. Cái bản mặt của mày chỉ có khi có cái drama của tỉnh thất bồng lai là mới có cái mặt của mày nha.
Còn thằng Võ Hoàng Yên nó đã có 14 năm rồi, mày nên nhớ nha. Nó không cần cái mặt của mày lên tiếng đâu. Người ta đang chờ nó và thắc mắc rằng không biết ở đâu. Khi mà cô Hằng đưa nó ra ngoài 2 tháng 3 2021, hôm nay mình là 24, thì coi như vậy là coi như là 3 năm 1 tháng đó quý vị. Thì tao nói cho mày nghe nè, cái chuyện của thằng Võ Hoàng Yên đó là trong nước ngoài nước đều biết nói, và kể cả tao là cô Chính Tiền Giang nè, Happy Nia, tao đã còn mong gặp thằng Võ Hoàng Yên hơn là cha mẹ mày gặp, muốn gặp con cái nữa. Tao nói cho mày biết nha, tao mong gặp thằng Võ Hoàng Yên về nó trị bệnh cho chị ruột của tao, hơn cả bản mặt của mày nha. Cái mặt mày đó là trong cha mẹ về để cho mày đưa bánh đưa quà cho mày đó, tao mong còn hơn như vậy nữa, mày hiểu chưa? Thì không ai nói gì về Võ Hoàng Yên là nói rằng nó đúng hay không đúng. Nhưng mà một thằng đàn ông bây giờ có niệm Phật hay là niệm tới cái gì đi, ba la mật cỡ nào hay là kêu là tam muội cỡ nào đi chăng nữa, người ta đã nói rằng người ta có bắt bớ nó đâu. Bây giờ đó là ông Dũng ông biểu rằng ông cho nó nửa gia tài, mày nghe chưa? Rồi cô Hằng đã nói rằng là bà con trong nước và ngoài nước có ai hết bệnh hay không, cái lỗ tai mày để đâu, mày có lỗ tai mày chưng cho chơi cho vui hay sao? Trời ơi, cô Hằng cũng là đàn người phụ nữ nhưng mà rất là nam tính, rất là quân tử. Mày thằng thầy có mày núp lùm năm nay là 3 năm rồi, thì mày lôi thằng thầy mày ra đi. Tao đã nói tao là đứng ở chính giữa, tao nói rằng nếu cô Hằng với chú Dũng mà nói sai với thằng Võ Hoàng Yên, tao đâu có theo. Chính bản thân tao không có người nhà chết mà chưa đi theo thằng Võ Hoàng Yên lần nào hết. Nhưng mà khi chị tao bệnh, tao nghe nó quảng cáo như vậy đó, thì tao mong gặp nó. Mà không phải một mình cá nhân tao, rất nhiều người trong và ngoài nước cũng mong gặp thằng Võ Hoàng Yên. Nhưng mà từ khi mà cô Hằng và chú Dũng lôi nó ra ngày 2 tháng 3 đó, tao đã nói với mày rồi đó, một cái danh dự thằng đàn ông thôi chứ không nói nghề, không nói thần y. Không cần thần y mà cái danh dự thằng đàn ông á, bây giờ ra đi. Mày nói rằng bác sĩ nổi tiếng Tây Y nào đó mà đi chữa bệnh câm mà nói được, đuôi mà thấy được, điếc mà nghe được. Trời đất ơi, tao đã nói rồi, không phải thần y. Không phải là thần y, mình nhắm như là thiên y đó, là trời đất đó, nghĩa là trên trời luôn đó. Mày muốn cỡ nào chính phủ cũng cho cái quy chương ở trên mày. Mày đem thằng thầy mày ra đi. Tao đã nói rằng không phải là tao thích theo là tao có gia tài tao chia, không có. Chị ruột tao nè, tới làm cho chị ruột tao biết đứng lên đi, rồi tao quỳ tao lại nó 300 lại. Rồi tao sẽ làm cách nào tao đi kiếm tiền để mà tao đưa cho nó theo cái khả năng của tao. Tao không có dám nói là tao cá với nó gì trên đó mà tao mang ơn nó đó. Rồi tao biểu nó đó là đi lại đằng cái chỗ mà trại mù á, đối diện với chợ Thế Bình, ngay cái góc đường á, quý vị biết không, nó là đường Công Quỳnh nè, đường Nguyễn Trãi nè, đường Phạm Ngũ Lão nè, rồi đường Lê Lai gì đó, tức là cái vòng xoay đó quý vị. Ở đây đó là một cái xã hội, là con người ha, chứ không phải là cái rừng rú rồi muốn làm gì thì làm. Đã nói rồi, mày hơi đâu mày nóng ruột thầy của mày. Tao nói mày hay là đệ tử của mày, bất cứ fan của thằng Võ Hoàng Yên, bất kỳ vợ con hay là cha mẹ của nó, cái gì cũng được hết trơn á. Bây giờ làm sao mà lôi nó ra, xin phép với nhà nước cho tôi khám lại. 3 năm trời nay nè, thứ nhất là tôi bị bó chân bó cẳng nè, là danh phận thằng đàn ông của tôi nó bị chôn vùi nè. Người ta cứ nói thằng Võ Hoàng Yên tối ngày chửi tôi điếc, tôi chịu không nổi, tôi ngứa lỗ tai quá đi. Còn mấy cái đơn của ông Nguyễn Đình Kim đó, ông giữ đó, chứ thiệt ra đó ông này ông chưa có làm gì trơn đó. Bởi vì cái sức của ông làm cũng nổi đâu, bị gì theo thầy mày cũng kỹ quá. Thầy mày thứ nhất là mang găng tay, và thầy mày là đặc biệt là dời đi như lưu động, nghĩa là còn hơn cả câu là người ta nói là gì, mãi Võ Sơn Đông đó, mà thầy mày dời hơn còn cỡ đó luôn, phải không? Mãi Võ Sơn Đông đó, người ta dừng lại, người ta trực tiếp đưa thuốc cho bệnh nhân uống, mặc dầu đó là cơm nguội hay cái gì ta không biết, nhưng ta không giết ai chết hết. Không có đụng vô trong người của người ta, rồi người ta phóng lao, tao nhảy lửa chơi cho vui để mà hắt xịt nửa bắn thuốc vậy thôi, làm cái kế sinh nhai, mày hiểu chưa? Bắn trăn rắn để mà thoa cái chân cho đừng bị nứt nè, rồi 3 cái viên mà tròn tròn đó quý vị, nó cơm nguội nó phơi đó quý vị, hoặc là mấy cái viên thuốc tể vô hại nhưng mà không có lợi gì trơn, nghĩa là vậy thôi, nghĩa là vô thưởng vô phạt. Đó là cái đời sống người ta khổ, người ta đi theo ghe đó quý vị đó. Thì là cái chú gì mà ở trong cái tuồng Đức Phương Nam đó, mà chú Minh Ngọc chú đóng cái vai đó là đi là cái mãi Võ Sơn Đông mà có thằng An đó quý vị đó, cái kiểu vậy, nó phóng lao nè, nhảy lửa đốt nuốt lửa rồi nhảy vòng,
đó là làm mấy cái động tác đó để chi, để câu cho người ta cho nó vui vui rồi cái bán rồi xin tiền cũng có. Ai làm gì cũng được hết trơn, miễn sao sống qua ngày, không cướp giật, không lừa đảo, lừa mà lừa không chết người ta. Thành ra chính phủ đã nói rằng không có khuyến khích mà cũng không duy trì, không bắt mà không gì hết, để cho tự nhiên thôi. Nhưng mà bà con mình bây giờ là quá văn minh. Trở lại vấn đề Happynia này, tao nói cho mày nghe, tao bực mày quá đi. Mày đàn ông mày có hai cái lỗ tai mà, mày sống ở bên Mỹ phải không? Thì tao đã nói với mày rồi, bây giờ ngay tổng thống Mỹ đi chăng nữa, cho nó cái huy chương đi chăng nữa thì nó cũng phải làm việc chứ gì. Thấy không, bây giờ mày bỏ qua đi cái chuyện ai mà thua kiện này nọ, muốn dựa hơi dựa nách của bà Hành thì kệ đúng không? Mày muốn dựa còn chưa được nữa, mà không lẽ ai cũng dựa của Hằng dễ gì mà. Tao nói mày nghe, cái nách đã thơm lắm, mặt mày còn chưa dám dựa được cái mặt của mày vậy đó, mà đừng có nói ai dựa thì sao. Cái mạng con người ta mày biết không, không chết mà nói chết. Ha, không phải thằng Hoàng Yên làm mà đổ thừa cho thằng Hoàng Yên ha. Lương tâm cũng đủ cắn đứt rồi, mày nên nhớ. Cái lương tâm người ta đủ cắn đứt chứ. Thứ hai tao nói mày nghe, tại sao ông Nguyễn Đình Kim ông chưa có thủ lý và ông chưa đưa lên tòa án? Là tại vì không thể. Giống như trường hợp của các văn nghệ sĩ, hài sĩ, MC á, nó chưa có thể có một cái luật để mà đi mà điều tra đằng tiền bạc nó lấy ra đi vô sao đó. Tạm khóa báo có nè, một mình mà xài 2-3 tài khoản nè, rồi tiền lời tiền diễn đâu có công bố đâu. Đó thì ta đã nói với mày cái trường hợp Võ Hoàng Yên nó cũng như thế. Nhưng mà cô Hằng khi mà cô thương Võ Hoàng Yên á, mày nghe cho rõ nè, Happynia cô chính nói cho mày nghe là mày móng cái lỗ tai mày ra. Tao thấy cái chuyện tin tức online á, mày thông minh quá mày, sao cái chuyện này mày sao vậy? Ta đã nói rằng cô Hằng cô nói có hai vấn đề. Thứ nhất là có khám bệnh được hay không. Cô cho một cái dấu caption tức là hỏi, nghe không? Chứ không phải là affirmative, nghĩa là không phải là xác định, nghĩa là một cái hỏi, nha không mày? Mày nghe kỹ chưa? Cổ chưa có xác minh, cổ nói rằng trong cái đất nước này và ở ngoài đó có ai hết bệnh hay không. Mày đưa ra được một đứa, mày đi vòng vòng mấy tháng trời mày đưa ra một đứa là đứa giò cắn giò ngắn giò dài đó, mày nhớ không? Nhỏ nó ở đâu dưới tỉnh á? Mày nói là cái ông Võ Quần ông kéo cái giò của nó được thì tao mới nói trời ơi, nếu vậy thì kêu Kha Bút về. Nói bây giờ đi lề về đây anh Yên anh kéo giò cho em nè, em đi đâu em đóng đinh ở trong cái đầu gối cho cực quá đi, tốn bao chục mấy chục ngàn đô luôn, phải không? Tao cũng nói giùm cho thằng Võ Nguyên để tao kiếm mối cho nó mà tao nói nghe, tao không có cầm chi ở phần trăm mày ơi, cái đó làm chứ mày biết không, tội lỗi lắm ha. Thì tao nói mày nghe, cô Hằng cũng như là cô Chính không có đề quyết rằng thằng này là thằng hoàn toàn là thằng xạo, nhưng mà tao hỏi mày lý do tại sao nó nín hơi, tại sao nó bốc hơi, mày nói đi. Trong thời gian cô Hằng đưa nó ra, nó không được một tiếng nói nào cho đàng hoàng. Nó chỉ nói em nghĩ là anh chị là Bồ Tát. Nó vậy thôi đó. Tức là nó kêu gọi rằng anh chị đó, em hồi đó em coi anh chị giống như Bồ Tát. Thì em lợi dụng anh chị quá trời. Mà sao giờ hôm nay anh chị không phải là Bồ Tát nữa. Ý của nó như vậy đó. Thấy không? Rồi tao nói tiếp mày nghe nè. Từ đó cho đi nó biến luôn. Rồi mày nghĩ sao mấy cái TikTok nó ghi như vậy nè. Để em tới em gửi tiền cho chị Hằng với anh Dũng. Rồi em lên núi em tu. Mày về mày hỏi nó coi nó có nói câu đó không. Rồi tao nói mày nữa nè, sẵn nó muốn làm đơn thưa đó, bây giờ cô Chính nhắc lại hết nè, coi nó có nói hay không nha. Thứ nhất là nó nói nó gửi tiền cho anh chị, rồi nó lên núi nó tu, rồi nó xuống cái mồ mả của ba của cô Hằng, nó thăm mồ ba của cô Hằng đó. Mấy cái này là tại sao nó làm vậy, mày hỏi nó coi. Rồi bây giờ nó nói với cô Hằng rằng á, chị hai ơi, anh Dũng mà 60 tuổi anh Dũng anh chết, bao nhiêu tài sản gì đây chị chuyển qua tên của em đi, để mà mốt em bảo vệ em lo cho chị đời của chị với lo mấy đứa con mấy đứa cháu có không. Mà về mày hỏi thầy mày đi, thầy mày là thầy thuốc hay là thầy mày là cái thằng mà kêu là đi gọi là gì á, làm tư vấn về bên luật pháp với tư vấn hôn nhân với tư vấn về tài sản. Mày hỏi thầy mày đi, thầy mày làm thầy thuốc hay là đi tư vấn thầy bói coi tương lai của người ta. Nói ông Dũng là 60 tuổi chết, tại sao lại làm em tinh thần của hai vợ chồng có gì thì nói nhanh như người chồng hả? Lý do nào mà thập thà thập thủng với người vợ của người ta? Tao nói mày nghe, cô Hằng cô Hiền á, tao không biết là tao lấy chồng của tao làm sao mà ai nói xấu chồng tao, rủa chồng tao chết sớm kiểu đó, mà biểu tao đưa gia tài ha, tao biết ngay thằng đó làm sao à. Đầu tiên là tao cho ăn cái mặt tay trước rồi đó, tao nói cho mày biết nha. Tao cô Chính hiền lắm á, nhưng mà đụng tới chồng con tao ha, mà nói những cái vô lý, nói những cái bậy bạ là mà đừng có nói tao làm sao à. Tôi nói cho tôi vậy, nói tôi còn nhịn, mà nói tới chồng tôi thử coi. Mày 60 tuổi mà ta đang sừng sững hả? Nói 60 tuổi chết, mày làm thầy thuốc thì mày nói bây giờ anh Dũng hơi cái mặt mày em thấy không tốt,
em hút mớ thuốc cho anh Minh Dũng, anh không uống mà chị ơi, chị nói anh sao? Thì bà Hằng mới nói, mẹ bà mày mày cho tao thuốc, tao uống làm sao mà tao cuồn cuộn ở trong người của tao, tao muốn ói không ói mà không, tao tính kiếm mày tao mắng vốn nó, mày tính đưa thuốc nữa cho anh uống hả? Anh không có thèm đâu. Trời ơi, tao mà gặp cô Hằng tao nói tao chửi vô mặt tao luôn, tao nói bà mẹ mày, mày nói mày thầy thuốc phải không, tao khen mày đó, nhưng bây giờ mày cho cái thuốc gì mà mai thời anh Dũng anh không muốn uống, tao không biết làm sao nói nữa. Nó cho thuốc gì đó, mày cho thuốc gì ở trong đó mà tao uống vào đó tao khó chịu quá trời. Thì theo gì cô Hằng mà của đoạn tình đó, nghĩa là cũng làm cho ra lẽ đó. Mày nên nhớ rằng nhân viên của cô Hằng đã thấy thằng này có cái mồi không có đúng rồi, nhưng mà cô Hằng cũng nghĩ rằng không lẽ một cái người thầy thuốc như vậy mà tại sao làm chuyện đó hay sao. Mày nghe không Happy Nia, nãy giờ tao nói mày nghe không, hay là mày ngủ gục, mày ngủ cho đã đi rồi mày thức dậy mày tưởng đâu mày nói đúng mày nói nữa. Tao nói cho mày nghe nha, cô Hằng rất là tử tế, chứ nội đi kiếm mình mà chỉ hỏi tiền bạc mà lựa một mình nói mà không có anh không có chồng mình ở đó là tao nghi ngờ liền á. Một lần tao bỏ qua, hai lần ba lần bắt đầu tao nghi ngờ liền, cái thằng này có cái gì mà tại sao nó cứ kiếm mình không, mình mà nói chuyện với nó để là nó thu băng hay là nó ai đó chụp hình rồi gài cấm này nọ luôn, mà thấy cái tính của Hằng cũng quá là thoải mái. Vì cô nghĩ xung quanh của ăn ở hiền, của có đức, thành nó cô nghĩ không ai hại cổ hết trơn á, mày hiểu chưa? Đó mới là cái mà ở trên đời chúng ta rút kinh nghiệm của gì. Nhưng mà nó rút của gì ơi, không có rút cái giống gì, rút cái nào rút thì rút, nhưng mà cái chuyện nó đến, cái nghiệp mà nó đến là mình phải trả của gì. Không phải nói thẳng như vậy đó. Thì thằng thầy của mày ta đã nói rồi, tao thay mặt đồng bào tao nói tao thiết tha, tao chính tao nè, mày đừng có nói qua Hằng chi. Bây giờ nó liên hệ với tao đi, qua đồng chí Lý Lắc của tao nè, có số Zalo đó, nói bây giờ cho tôi gặp cô Chính và chị cô Chính nằm ở đâu, đi qua chữa bệnh đi được, tao quỳ tao lại ngay trong nhà, rồi sau đó tao đi tìm tiền. Nó nói miễn phí phải không, nhưng tao di kiếm tiền, tao làm sao tao đền ơn cho nó, thì miễn tao làm sao tao làm không, tao trả không một lần, tao trả góp được không, kêu là khám bệnh trả góp đó. Trời đất thần ơi, đã nói rồi, tao là cái đứa cần cái thằng Võ Nguyên mà tao nói, đã nói thằng Võ Nguyên mà chữa bệnh được á, tao không có theo cái drama cô Hằng làm gì. Mày ơi, tao nói mày nghe, cô có phước lắm, cô có đức lắm, thành ra dù tai bay quả gỡ gì cô cũng ra đó mày. Mà mày nên nhớ nha, tao nói cho thầy trò của mày hay bất cứ một ai đó, binh vực thằng Võ Nguyên, tôi nói lại một lần nữa với bà con mình ha, là đi ra đi, khám bệnh đi, là nhà nước phục hồi cho ha, không phải là thần y mà cứ là thánh y ha, là cứ là thiên y luôn, nó cho mà thành ông trời luôn được không. Thần thì nó ngay lúc bia lúc hiện lúc biến phải không, ông thần mà thần dây chay đó. Mày có coi cái tuần thần dây chay không? Thế mà cầu nguyện á, thì từ trong cái dây chay á, thành cái khói á, nó bay ra cái hiện ra cái ông bự thực bự. Cái tôi hồi làm xong công chuyện mà quỳ lại cái chủ nhân của nó nha. Xong xuôi rồi mới quỳ lại, xong nó thu thành một cái làn khói chui trở ngược ra trong cái chay. Ông thần dây chay đó, không biết thầy trò mình có coi phim cổ tích đó chưa? À, ngàn lẻ một đêm á. Thì bây giờ tao cho thành thiên y luôn. Thiên á là trời á, bên trên cao bên trên á. Không có cần biến đi đâu, trong lúc nào cũng hiện diện ở trên. Thầy mày cứ ráng khám bệnh đi, là thầy mày mà gần chết ha, là thầy mày chế thuốc ra, thầy mày uống tiếp, cho thầy mày trường sinh bất lão, trường sinh bất tử, được không? Ha, cô Chính đại diện cho cô Hằng nói đó. Bây giờ cái chuyện cô Hằng á, ha, là coi như vợ chồng của cô á, là một cái nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp, nên gặp phải cái thằng thầy của mày ha. Mà nếu hên á, thì bây giờ thầy của mày sung sướng quá mà, đi ra đi vô khu du lịch Đại Nam khỏi cần ai xách giấy, khỏi cần mua vé, đúng không? Rồi đi vô trong đó nó sinh nhật đầy tháng gì của gia đình người ta đó, là thằng thầy mày được ngồi cái ghế VIP. Mày công nhận không, cô Hằng với chú Dũng đối xử với thầy mày như thế nào, mày nói thằng thầy mày á. Anh ngon anh ra anh live stream đi. Vợ chồng của chú Dũng và cô Hằng đối xử với anh mấy năm trời mà quen biết với anh á. Thậm chí con trai của người ta đó. Ha, hai vợ chồng người ta có con riêng. Nhưng mà khi sống với nhau người ta được có một cái cháu Hằng hữu đó, là cái giống lời của người ta có nhiều đó đó. Út ít trơn có nhiều đó đó. Vậy mà tin tưởng thằng thầy của mày, hoàn toàn tin tưởng thằng thầy của mày, đem con của mình ra để làm con họ, con tinh thần của thằng thầy của mày. Mày muốn gì nữa? Rồi bây giờ mày muốn rầy ai? Mày muốn giận ai? Mày giận chính phủ, mày giận cô Hằng, mày giận ai? Hay là mày giận cái cuộc đời của tụi bay? Hả? Trời ơi, từ đầu tới đuôi cứ hỏi quý vị, quyền lực nào mà chú Dũng với cô Hằng, quyền lực nào mà cấm thằng Hoàng Yên nó không hoạt động được quý vị? Quyền lực nào? Tao chỉ thấy một cái là cái thần thái của chú Dũng và cô Hằng ngày hôm đó đó,
2 tháng 3 mà lôi được cái thằng Võ Hoàng Yên ra, bàn quan thiên họ hạ đó quý vị. À, gọi là cái sự công khai đó, là cái ngày đó là ngày của ngày 2 tháng 3 2021, tại cái nơi tịnh độ cư sĩ quận 6, mà ban đầu tôi tưởng ở miền Trung, ở chỗ ở ngoài miền Trung là chỗ cái gì thánh linh ở ngoài đó đó, nhưng mà không ngờ cái đó là ở quận 6, tức là trong Sài Gòn của mình đó quý vị. Thì bây tao nói mày nghe đó, nếu mà mày không tin mày lật mấy cái clip đó lại đi, hoặc mày đi đích thân mày đi tới ngay cái chỗ mà tịnh độ cư sĩ quận 6 mà hỏi rằng cái phải bữa đó là cô Hằng cô đưa thằng Võ Hoàng Yên ra. Nhưng mà ta đã nói với mày, dù cho chú Dũng cho cô Hằng là cha sanh mẹ đẻ thằng Võ Hoàng Yên đi ra đi chăng nữa ha, hay là nuôi nó từ hồi nhỏ đi chăng nữa, công nào công, ơn nào ơn, nhưng mà cái chuyện miếng ăn của tôi nè, cái uy tín của tôi nè, và tôi là thằng đàn ông nè, thì mày cứ việc ra mày làm việc đi. Nếu mày khám được thì mày cứ khám, điếc thì khám nghe được, câm thì nói được, đuôi thì thấy đường được, thì làm đi, tiếp tục làm đi. Cô Hằng với chú Dũng đâu có cấm cửa nữa đâu, chỉ cho bà con biết và bà con tự quyết định cái tương lai và cuộc đời của mình, sức khỏe của mình. Cô Hằng đâu cấm. Thí dụ bây giờ tao muốn đi kiếm thằng Võ Hoàng Yên để tao trị cho chị ruột của tao nè, cô Hằng chú Dũng nào cấm tao? Trời ơi, tại sao mày không hiểu cái gì trơn? Mày lớn đầu rồi Happy Nina, mày đâu có nhỏ đâu. Mày giống như thằng Thiên, cái là Thiên Phi Ân gì đó, Ân Phi Thiên Ân á, ở thằng bán rau đó, nó tội nghiệp, nó thiệt thà. Mày về nhà con nói mày ăn hết bữa cơm phải không, rồi qua ngày hôm sau mày cho nó cái gói quà gì đó, rồi mày từ giả này mày đi làm luôn clip tao coi từ đầu tới đuôi luôn. Thì tao mới nghĩ mày, không biết là mày là cái thằng như thế nào, nhưng mày cũng vui vẻ ha, kêu là cùng nhau hợp tác để mà kêu là đem cái drama của Tỉnh Thức Bồng Lai ra đó. Tao hay coi clip của mày lắm, tao khen mày là thằng dễ thương có duyên. Nhưng mà không ngờ mày quay xe, mà quay xe cái kiểu gì kỳ, mày với thằng Phan Phong tao khó hiểu quá. Tao đã nói từ đầu rồi, tụi bay có quyền ghét cô Hằng, tụi bay không ưa ông Dũng, hay tụi bay muốn chửi cái xã hội kiểu nào đi chăng nữa, nhưng cái quan trọng là đem thằng thầy mày ra, mày xin với cấp chính quyền á, ở địa phương chỗ nào nó ở ha, thì nói rằng bây giờ bà cho phép tôi làm tôi hành nghề đi, để tôi sống và tôi nuôi những cái người tôi cần nuôi, ví dụ cha mẹ tôi nè, em út tôi nè, hay là bạn bè tôi, đứa nào nó khổ nó nghèo vậy nó làm từ thiện kệ nó, nếu làm được thì cứ làm, và chính phủ cho phép thì chính phủ cho phép, cấp giấy phép cho nó làm. Kỳ này là kêu là đường đường chính chính công khai. Cô Hằng nào cấm mày, mà hai năm trời nay cô ở trong T30 chưa dưỡi hả, mấy thằng bay chưa dưỡi phải không, bữa nào làm bộ xin vô ở bữa hai bữa coi ra sao. Trời ơi, cái luận điệu của mày đó, rồi mày nói rằng nó, mày khoe, tao đã nói rồi, ngay tới tổng thống Mỹ, tổng thống hay là chủ tịch Việt Nam mình đi chăng nữa đó, cứ là khen nó. Tao nói rằng ai khen cũng được hết trơn, cái bản mặt 10 cái bản mặt mày nói cũng vậy hà. Tao đã nói rằng cho nó ra đi, xin cho nó ra, không có cô Hằng nào có quyền, và công an còn nói rằng nó không có dấu hiệu phạm tội. Mày nên nhớ nha, mày nên nhớ nha, cô Hằng thua nó hai chuyện, một chuyện tiền bạc, mà tiền bạc thì cũng có hai phần, còn cái chuyện thứ hai là chuyện cái vấn đề chuyên môn của nó. Nhưng mà bây giờ ở trên công an người ta trả lời một câu rằng không có dấu hiệu phạm tội, thì không biết nói gì tiền bạc hay là nói về bên chuyên môn. Nhưng mà bây giờ đó không cần biết gì hết, mày cứ xin phép giấy tờ của chính quyền, mày nộp đủ bằng cấp ha, mày biết bằng cấp mà tiếng Anh mày biết gì, mày dân ở bên Mỹ mà có bên Mỹ không ha, hay là mày Mỹ Tho, mày ở Mỹ thiệt phải không? Vậy tao hỏi mày nè, diploma là một với cái license đó. Đó, tao nói gì mày hiểu được chứ gì. Thì giờ nó trưng bày ra cho đủ đi, rồi bây giờ đó là cái vấn đề ra. Còn cái tay nghề riêng của nó thì bằng cách gì đâu cần nói miệng nhìn chi, nói cho mày nói 1000 năm thì cũng vậy thôi. Người ta biểu rằng đi ra làm có được hay không. Ông Dũng ông còn đưa cái kèo trong vòng 1 tuần lễ nha, trong vòng 1 tuần lễ. Thằng thầy mày đâu mà lúc đó tụi bay không thuyết phục, mà nói thầy ra đi thầy ha, hay là anh Yên ơi ra đi, anh làm gì anh sợ vậy ha, làm đi, hãy bất không thành công thì thôi mình nghỉ, còn thành công thì mình lấy nửa gia tài của ông Dũng mình xài, anh không xài cho em xài. Trời đất ơi, tao đã nói mày nè, hay là bất kỳ một đứa nào binh Võ Hoàng Yên, tao đã nói rồi, nói 1000 lần, bệnh nhân đuôi thiếu gì nè, ở trên cái đường Cốc Quỳnh nè, đi liên hệ với đồng chí Lý Lắc đi, rồi tao dẫn đi, rồi tao đưa về nhà chị tao rồi nè, nó đang nằm chờ nè, có cái chân mà đi được, tao nói tao quỳ xuống tao lại, rồi đưa số tiền ra, tao nhắm được rồi tao ok, làm giấy tờ hợp đồng đàng hoàng, tao trả một lúc không được thì tao trả gấp, được không? Mày hơi đâu, mày tổn hơi, mày hơi đâu, mày lớn tiếng, mày lên trên cộng đồng mạng, mày nói dựa hơi, dựa nách gì của bà Hành,
Tao nói cho mày nghe nha, nói nghe nó kỳ á, giữa cái háng của bà còn không có, bà không có cho làm như vậy đâu. Người ta là người tử tế nha, cái nách cái háng của bà đó dựa cũng không có được, bà không có cho dựa, bà không có thích dựa ai, bà không cho ai dựa bà. Trách nhiệm hữu hạn một mình tao, tôi làm tôi chịu, tôi không bao giờ đổ thừa cho ai và tôi lôi kéo ai hết. Mày nhớ không? Mày nhớ không? Thằng Nhâm Hoàng Khang đó mà nó đem nó điều khiển cổ là cổ cũng cho, cổ không có cho đi vô khám, nhưng mà cổ cắt đứt là cắt đứt. Rồi cái bà ma sơ vô vẻ mà xúi biểu cổ thế này thế kia đó là cổ cắt đứt. Rồi Bùi Thanh Quỳnh Như là cổ cũng cắt đứt. Cả ngay là cô Chính Tiền Giang là thưa bà con mình. Trong lòng của Chính Tiền Giang đã khóc rất nhiều khi nói về cô Phương Hằng là vì sao? Là vì á, chính có một cái cơ duyên. Khi mà làm cho Nhi Đồng 2 đó thì bệnh nhân khổ nghèo ở kinh tế mới về không à. Rồi đến khi mà chính làm cho cái khoa về bên sản phụ khoa thì chính lại có nhân duyên quen rất nhiều cái người có máu mặt. Vừa có quyền mà vừa có tiền. Thì chính tiếp xúc rất nhiều những loại người này, nhà cao cửa rộng cái lắm. Thậm chí có hai người phụ nữ muốn chính làm bảo mẫu cho con của họ đó. Đó là thứ nhất đó là cô Trịnh Lệ Quân, là giám đốc của nhà sách Vĩnh Tiến. Hôm nay là Trịnh Lệ Quân đi ra ngoài ở bên Mỹ luôn rồi. À, nhà sách Vĩnh Tiến là Trịnh Lệ Quân. Người thứ hai là bà Tăng Thị Cúc, là giám đốc hai con bò cụng. Quý vị cứ việc lên gặp đi rồi nói liên hệ với cô Chính, rồi cô Chính đưa cái mặt ra là bà à, trời ơi, ai đâu mà cơ chị mà em lại em không biết chị. Cái Chính Tiền Giang đây là cái nghệ gia, cái giống như là cái danh của tôi như thế, chứ tôi là tên khác. Tôi kỷ niệm má tôi là ở dưới Tiền Giang, ba tôi Hải Dương. Thì khi nào mà tôi sản xuất sách đó ha, thì tôi sẽ lấy cái bút hiệu là Hải Dương. Còn bây giờ tôi lên cộng đồng mạng này đó thì tôi xin phép đồng chí giữ cho tôi là cô Chính Tiền Giang đó. Thế thiệt ra tôi ở Sài Gòn, tôi sanh ở Tân Định đó, hiểu chưa? Nhưng mà tôi nhớ quê hương của cha mẹ tôi kỷ niệm, tôi đặt tên tôi là như thế. À, mà quê của tôi thì lại là quê vợ của Lê Thanh Minh Tùng đó, nó có cái dây mơ rễ mái như vậy đó. Nhưng mà để tôi nói cho mà nghe đó, là đó tôi rất trọng nhân tài. Bản thân tôi đó là tôi đã hy sinh nhà tôi, hy sinh cái giờ giấc của tôi đó quý vị, hợp tác với bác sĩ Nguyễn Văn Bình để mà làm đo cái vấn đề CP, tức là áp lực tĩnh mạch trung ương á, để coi em bé nó đủ nước chưa, để nó ngừng lại. Chứ tiếp tục mà cho nữa huyết áp nó có kẹp thì kệ nó, cứ mà cho nước hoài đó thì sau này nó nước nó hồi quản đó, nó sẽ là ngộp cái phổi của em bé, OAB. Em bé chết mà ta gọi là chết trên cạn đó, chết đuối trên cạn đó quý vị. Cái cụm từ người ta nói là chết đuối trên cạn, tức là nằm ở trên giường bệnh á mà ngộp, vì nước nó tràn ở trên màng phổi trơn, cháu không thở được là cháu chết. Sau đó mấy đứa nó gần hết bệnh mà nó còn bị mấy cái gọi là cái biến chứng á. Thành ra đó là tôi rất trọng nhân tài, không phân biệt Tây y Đông y. Mà bản thân tôi đã nói tôi đi ngang chùa giác ngộ đó quý vị, tôi đi ngang tôi có nhìn vô không à. Cứ nhìn vô một cái thói quen, một là thầy đang cho lấy máu nhân đạo ha, gọi là hiến máu nhân đạo đó quý vị. Cái xe của ở chữ thập đỏ nó tới nó làm, rồi thầy chỉ là ra chào bà con cái là thầy đi vô, thầy nhập từ á. Đa cũng như là nói một tiếng mở lời nó ở hôm chúc bà con, mà cũng như là hiến máu một cách là kêu là từ thiện để mà niệm Phật, để mà hồi hướng ai nhận cái máu này sẽ hết bệnh, đại khái vậy. Kêu là bố thí nội tạng đó. Rồi thầy xong xuôi rồi thầy đi vô để cho một bệnh nhân người ta, hay là những người mà từ thiện đó bằng máu của mình đó, người ta biết là có thầy nhân từ, ta yên tâm. Chứ không phải là đây là cái xe ở đâu nó tới, phải không? Không phải là chủ trụ trì là phải ra nói một tiếng, chào một tiếng vậy đó. Thì cứ thỉnh thoảng là thấy có cái xe ở hội Hồng Thập Tự nó tới, nó lấy máu cho bà con mình. Đó là cái chương trình hiến máu nhân đạo được thực hiện tại chùa Giác Ngộ. Và thứ hai nữa là chùa hay tổ chức là xuất gia gieo duyên, tức là cạo đầu một cái rồi để mà là ngày hôm đó là tôi tu đó quý vị, đại khái vậy. À, rồi lâu lâu có phái đoàn nước ngoài nó tới Nepal hay là Ấn Độ hay là một vài đất nước Thái Lan, Malaysia nó tới thăm, đi từng đoàn như vậy đó. Thì tôi đi ngang tôi phải dừng xe lại cho người ta đi ngang, cho các sư thầy cô đi qua rồi mình mới đi tiếp. Thành ra chùa Giác Ngộ là một cái chùa tổ chức rất nhiều cái Phật sự, rất nhiều cái tổ chức Phật sự quốc tế này nọ trong và ngoài nước. Thành ra mới nói rằng là bây giờ vẫn cần, nếu Võ Hoàng Yên thật sự là có tài, tôi đã nói hoài, cho ra để mà phục vụ cho đồng bào chúng ta, không quý vị. Còn nếu không hết thì cũng đừng có chết. Và nói rằng không có
miễn phí thì từ đầu tới đuôi đừng ai đóng tiền nữa. Mấy quý vị muốn gì đó thì quý vị trực diện với Võ Hoàng Yên, đừng có nghe mấy cái thằng đệ tử râu ri ngoài kia nó đem nó bằng đề đó ha. À, thầy tu nay ở hotel này, khách sạn kia, muốn cho thầy tu tiếp riêng á thì phải bao nhiêu. Đôi lúc thằng Võ Hoàng Yên nó không ăn được cái đồng tiền này luôn. Tôi hỏi quý vị làm sao mà nó biết được đằng sau lưng nó ai làm cái gì, ai đưa tiền ai và đưa bao nhiêu, và tụi mấy đứa nó chia với nhau, đời nào nó có thú nhận với Võ Hoàng Yên rằng ngày hôm nay có 10 người 20 người đưa tiền cho tụi em và đưa bao nhiêu tụi em đưa lại cho anh bao nhiêu, có không? Tao còn biết Võ Hoàng Yên tới vậy luôn. Nó không kiểm soát được những cái đứa sau lưng nó. Và đồng thời nữa là cái tiền nó đi khám bệnh được á, nó chia ra chứ đâu phải một mình nó ăn. Cô chính Tiền Giang nói như vậy rất nhiều lần, mày có nghe không? Ở cái thằng này, mày tên thiệt là gì? Hả? Happy tức là hạnh phúc phải không? Có thật sự hạnh phúc không? Nếu thầy mày mà đem lại cái hạnh phúc này á, không phải là hạnh phúc bình thường mà là diễm phúc. Mày biết không? Là ân sủng, là diễm phúc, là cái bonus đó mày, mày biết không? Ơn trời đó, kêu là gì, God bless, có cái gì kể là trời đất thượng đế ban cho đó. Bless, không có gì phải không? God, phải không? Phải là tôi nói gì đúng đúng không vậy? Tại vì tôi học tiếng Pháp nhiều quá, quý vị thông cảm nha, mà phải vậy không? Phải là đây là ơn trời ban không? Thượng đế ban không? Mày nên nhớ là thầy của mày mà ngon mà tao đâu có nói gì đâu. Cô Hằng cũng chưa có sỉ nhục thầy mày mà chỉ nói rằng, chúng tôi gặp những cái trường hợp như vậy, như vậy. Tiền bạc giao, nó cũng không có, sao kê? Rồi nó đi nó nói với chúng tôi là không có vợ con. Tại sao? Chính cô Hằng nói câu này mà tôi phải hiểu lầm. Là tại vì đó, đây là một trong những cái lời nói dối của nó. Mà thật sự là nó có vợ con. Đúng không? Thầy mày có vợ con phải không? Cái chuyện vợ con hay không là chuyện riêng tư. Nhưng mà tại vì mình nói không có mà bây giờ mình nói có tức là nó láo. Vậy thôi. Nhưng mà người chúng ta suy luận ra là thế này thì kia, nói cô Hằng cố đang thế này thế kia. Nó ghen tương là này nọ. Rồi cái con Đinh Thị Lờ á, nó còn táo tợn, nó còn kêu là nó tán tận lương tâm. Nó đem cái âm thanh của cô Hằng, cô đang khóc, cô live stream, cô khóc, cô mời tụi mình uống bia đó quý vị. Nó tôi bỏ cái từ thiện, tôi bỏ cái quỹ ẩm hủ đi, tôi bị chống phá này nọ đó. Con tôi nó đau khổ này nọ. Thì những lúc cô khóc như vậy á, nó đem nó cài vô. Nó cho một cái ghi âm của cái thằng Võ Hoàng Yên á, cái giọng ở trong cái máy nó khác quý vị. Giọng ở ngoài nó khác, giọng trong máy nó khác, mà đem nó gài cắm với nhau. Thì bữa đó tôi đã làm một bài phân tích cho quý vị nghe rồi đó. Thì tụi bay nói chung là tụi bay cố tình gấp lửa bỏ tay người là phía tụi bay. Tụi bay nói rằng cô Hằng ghen, cô Hằng mê sai thằng Võ Nguyên là do dư luận của tụi bay hết. Những người không có trái tim, không có một cái khối óc. Tao nói cho mày nghe bây giờ nè. Ông Dũng là chồng của cô Hằng và ngay cả cô Hằng cũng nói là tao mê thằng Võ Nguyên đó rồi giờ sao? Anh Dũng anh nói rằng anh không ghen mà tại sao mấy người ghen giùm tôi vậy? Cô Hằng nói rồi, mà tao cũng nói luôn. Lấy đệ tử Nam Cam hay là lấy ngay Nam Cam cũng vậy, hay là lấy hay là mê Võ Hoàng Yên đi chăng cũng vậy. Cái quan trọng cô tố cáo vụ gì và kiểm chứng. Trời thần ơi, có ai mà hỏi một cô Hằng với chú Dũng đó có phải công an hay là tòa án mà bắt chói tay thằng Võ Hoàng Yên và cấm không cho nó đi khám bệnh đâu mà mày tụi bay nói hoài vậy? Sao tụi bay vô lý vậy? Cô Hằng với chú Dũng mà bao nhiêu cái gọi là cái quyền lực có bao nhiêu, chỉ là vấn đề để làm từ thiện ha, rồi bị chống phá, rồi cô chú đưa ra là như sao để chận đứng lại. Ai muốn tin rằng cô đã đưa ra là cô đã nói rồi đó. Ngày xưa có rất nhiều, trước khi mà có cô Hằng chú Dũng thì có rất nhiều tiến sĩ bác sĩ người ta đánh tiếng rồi, nhưng mà trong nước chúng ta, ta sẵn là tao nói thì tao quên là Happy, mày đi mày coi mấy cái tờ báo đó mà cấm cửa không cho nó về ở Cà Mau đó, có không? Mày đi điều tra đi. Tao nghe nói đó, mày cũng nói là nghe đồn, tao cũng nghe đồn luôn. Mày nói rằng là mày nghe đồn là mấy ông thầy Tây Y đó chữa bệnh rồi lẳng lặng làm thinh, sợ nói ra tao cười phải không? Tao nói cho mày không bao giờ cười hết. Vì ở bên Tây Y chưa có chữa được bệnh câm, bệnh điếc, bệnh đuôi, mày nghe chưa? Thì bây giờ nếu thằng Võ Hoàng Yên mà nó chữa được á, tao đâu nói mày nghe con của Tổng thống mà, hay là Hoa Kỳ hay là bên Nga Xô đó mà tao nghe được, người ta vẫn chữa như thường chứ không cần nói rằng sợ mắc cỡ, còn lâu mới mắc cỡ. Con mình nó hết đó, mừng chết bà luôn rồi, cũng đi tự giới thiệu giùm cho nó nữa, quỳ lại nó luôn. Mày đừng có xạo, mày nói mày không suy nghĩ hết trơn. Tao hỏi mày mắc cỡ cái gì, người ta làm được thì mang ơn, mà đi còn quảng cáo giùm để cứu người. Bên Tây Y người ta chưa làm được, mày hiểu chưa? Bên Tây Y người ta chưa làm nổi cái chuyện này. Người ta chỉ người mù á ha,
thì người ta có sách nổi nè quý vị, nó rờ tay vô nè, rờ rờ cái chữ nó nổi lên, nó tự học. Còn cái người nào mà người ta sống an thân an phận nhưng mà cái độ tập trung rất là cao, cái người mù á, người ta nghe cái hơi là người ta đánh bằng cái lỗ tai á, người ta sống bằng cái lỗ tai đó quý vị. Rồi một cái cách người ta đi đó, trong nhà người ta không đụng ở đâu hết, người ta đếm hết. Thí dụ tôi đem đến cái cửa, rồi cái cửa đến cái bàn ăn, là bàn ăn rồi tới vô cái cửa nhà bếp, rồi cái cửa toilet, đếm từng bước lên, mà họ nhớ rất kỳ dai, là tại sao họ tập trung rất cao. Học đàn học cái gì cũng là tập trung rất cao, giỏi hơn cả người sáng luôn, là lý do như thế. Cái độ tập trung mày nghe chưa, đi ra đón xe tôi bích nghĩa là không bao giờ trực cái trạm ở trên, là tại sao họ đếm bước hết, và coi như là họ độ tập trung rất là cao, họ sống bằng cái lỗ tai nhiều lắm. Thì đã nói như vậy mà mày coi ra đuôi mà thấy được mừng biết bao nhiêu happy. Mày là con người hạnh phúc đó mà mày không có hiểu gì trơn á. Ai mà nỡ lòng nào dùi dập một cái người có tài, mày nên nhớ nhất là của Hằng với chú Dũng. Người ta quý nó, người ta nhận nó là em tinh thần. Mày có uống thuốc ngủ hay không, mày mê hay sao, mày quên hết trơn. Cô Hằng chú Dũng hại nó bằng cách nào? Tao đã thay cô Hằng, tao nói rất nhiều bài. Nếu mà bệnh nhân được thằng Võ Nguyễn Yên chữa bệnh được, các cái số lượng người này nè, đi lên khu du lịch Đại Nam đốt luôn. Đừng có nói gì cần thằng Võ Hoàng Yên nó lên tiếng đính chánh hay làm cái bản mặt của mày, không có nghĩa lý gì hết. Nói là cái người như ví dụ như tao, chị tao mà đứng lên đi được đó ha, tao sẽ lên tao đốt, không chừng tao đốt cái cửa khu du lịch Nam. Vì sao? Tao giận cô Hằng. Tại sao đi cấm một nhân tài để làm sao đua chột một nhân tài? Mà quả thật vợ chồng người ta khuyến khích, người ta rất là công bằng. Người ta hỏi rằng trong nước ngoài nước có ai được hết bệnh hay không. Tao hỏi mày, những người nước ngoài mà giữa hơi giữa hán gì cô Hằng mày? Hôm nay tao nói hơi hơi nặng đó. Sao mày nói giữa hơi? Tại sao mày là đàn ông mà mày nói những cái câu nói tao khó nghe, mà tao không chấp nhận mày là thằng đàn ông mày nói như vậy. Cô Hằng có làm cái gì? Cái hơi có được bao nhiêu? Tiền của cô Hằng á, có một lần tôi nói với quý vị ha, nó chỉ là số lẻ của ông Phạm Nhật Vượng thôi. Nó chỉ là một cái số lẻ của cái bà Phương Thảo và số lẻ của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng. Hai vợ chồng của người ta trong cái top 10 tỷ phú của Việt Nam, mà ông Vượng còn có số má ở trên thế giới nữa. Thì trong cái top 10 này á, đầu là chồng mà cuối là vợ, trên là Phạm Nhật Vượng, cuối cùng là Phạm Thu Hương, là vợ của ông Phạm Nhật Vượng. Hai vợ chồng ta tuổi Phạm hết á. Nói cho mày biết, và cô Hằng chú Dũng này còn không có trong cái top 10 của cái top 10 thứ hai đâu quý vị, cũng không có tên hai vợ chồng luôn. Thì tôi mới nói với quý vị đó, nếu là nó độ giàu, cô với chú chỉ là cái bậc kêu là trên trung bình một chút, phải không? Chứ còn nếu mà so với ông Dượng nó còn xa lắm, so với bà Thảo, so với ông Quyết, ông gì đó, hay là ông nhiều ông lắm, nghĩa là nói chung ông Nhân, ông gì đó nhiều lắm. Thì cô chú chỉ đứng cái hàng thứ hai mấy ở trong nước của mình, phải không? Thành ra tôi hỏi mày, giữa nách cái gì? Cái bản mặt của mày dựa cũng đâu có cho dựa đâu, mà huống hồ những người xa lạ cũng cho dựa làm chi, để cho mang cái tiếng hại cái người có tài. Mày thấy không? Đâu bữa nào mày lên mày muốn mày dựa nách cổ coi. Tao nói tới như vậy đó, mày biết không? Tao nói hơi nặng đó. Nhưng mà tao cho tụi bay thức tỉnh là bên cô Hằng cũng như là tất cả đồng bào của chúng ta đó, trọng cái người có tài. Nếu mà cô Hằng nói không đúng á, thì những người là từng được Võ Quân Yên là thầy của mình, là ân nhân á, đi chữa bệnh cho mình hết đó ha, tới phá nát cái khu du lịch Đại Nam luôn. Cái chuyện tiền bạc của ông bà riêng không biết, nhưng mà ông bà đưa Võ Quân Yên ra như vậy đó, là tụi tôi có một những người người ta không có chữa bệnh được á, người ta oán ông bà dữ dữ lắm. Mày biết cái họng ở bên Mỹ rồi chứ gì, bà con bên Việt Kiều khi mà cô Hằng mới khui cái chuyện này ra đó, 3 ngày đầu không có gì hết, bắt đầu bước qua tuần lễ thứ hai đó là cái miệng cái thằng Dũng tại lo, miệng thằng Nam Quang Tiến Dũng ở bên đó, ở trong nước mà là thằng Hoàng Nguyên Vũ nghe quý vị, tôi nhớ hết trơn luôn. Rồi ở Dubai ở đâu á, dựa cột ở đâu là cái con Phạm Ngà, rồi tới con Hồ Ngọc Thiên Hương ở đâu mà nó nhảy ra quá trời luôn, nó là như là một cốc của nó nhảy đó quý vị. Thì bây giờ tấn công cô Hằng, nhưng mà cô Hằng cô nói đi nói lại rất nhiều lần, cô nói rằng á, bà con tôi có nói quan cho Võ Hoàng Nguyên, bà con lên tiếng đi, mà cô còn bị kẹt cái tiếng rằng cô nói cô cuồng cuộn á, uống thuốc thằng Võ Hoàng Yên cô cuồng cuộn, mày nghe không? Chính vì cái tiếng này nè mà mấy con đàn bà và mấy thằng đàn ông á bắt đầu dựa vô, bởi vì không có cái chiêu nào để cứu thằng Võ Hoàng Yên hết. Không biết tụi bay trong cái đường dây ích lợi nhóm của thằng Hoàng Yên hay là lý do làm sao, cô Hằng đâu có chọc ghẹo tụi bay, cô Hằng không chọc ghẹo tụi bay, và không hề biết tông ti họ hàng của tụi bay là ai hết, không đụng tới nồi cơm của tụi bay.
tụi bay súng vô tụi bay chửi, mà tụi bay không có cái đề tài nào chửi. Tụi bay dùng cái từ là con cuồng cuộn vậy thôi. Tụi bay lấy cái cớ đó để tụi bay binh vực, một là binh thằng Hề 14 tuổi, hai là tụi bay binh vực cái thằng Võ Nguyên, mà cái lẽ nào tụi tao không biết. Thấy không? Chứ tụi bay không chứng minh được. Tao đã nói từ đầu tới đuôi, muốn chứng minh được là cô Hằng sai á, hay là chú Dũng sai, thì cái việc đem Võ Hoàng Yên ra là xong. Bây giờ Võ Hoàng Yên làm đơn thưa đi. Mày nói rằng ai mà nói nữa Võ Hoàng Yên thưa thì bây giờ thưa đi, thưa quá muộn luôn rồi đó. Mười mấy cái đơn hay là bao nhiêu cái đơn đó tao cũng không đành lắm. Nhưng mà do các YouTuber người ta đến nhà, thì mày cho rằng là giữa hơi cô Hằng phải không? Ngay tới bây giờ ông Nguyễn Đình Kim còn không có dám đưa có một cái đơn nào ra để xử hết trơn. Đã nói rằng tao đã có một cái bài phân tích rằng khó mà xử lắm. Là tại vì nó nằm ở trong cái thế như vậy nè, mày nghĩ coi nha. Thằng thầy mày phải là mang găng tay phải không? Phải không? Tao hỏi mày đã happy ra, mày trả lời đi. Phải thằng thầy của mày lúc nào cũng mang găng tay phải không? Thứ nhất là không để dấu tay. Cái thứ hai là không có một cái toa thuốc, không có một bút tích. Theo ra người ta khám bệnh, người ta cũng lưu lại để làm kỷ niệm, để mà khoe khoang, để làm thành tích chứ thưa quý vị, với giả lại để cho mình biết bệnh nhân nó tới đâu. Cái đó là cái nguyên tắc cơ bản. Mình không cần tiền, nhưng mình cũng phải cần một cái gọi là theo dõi bệnh nhân. Nếu mình là lương y thứ thiệt á, tên tuổi đứa nhỏ, cha mẹ và cái nhà của nó ở đâu, và nó đang bệnh gì, tình trạng như thế nào, và sau khi mình khám rồi, mình trị rồi, nó tiến triển như thế nào, để hẹn nó rằng một năm sau tôi gặp lại cháu này, hoặc là 6 tháng sau chị điện thoại cho tôi biết tình trạng của cháu. Thằng thầy mày nó có một cái hồ sơ nào hay không? Không có hồ sơ cho bệnh nhân, không có toa thuốc cho bệnh nhân, không dám hẹn hò và không cho số điện thoại của mình cho ai hết. Mày về mày hỏi thằng thầy mày có đúng hay không? Và trên cái mạng xã hội đó mày coi mấy cái clip, mày hỏi này coi, là thằng thầy mày bao giờ cũng mang găng tay, không giết lách cho ai và không hẹn hứa gì với ai hết. Có ai khám bệnh như vậy không? Mày nói thằng cha Tây Y nào, cái đó là chuyện của mày. Mày nói mày nghe đồn ha, vậy tao cũng nghe, tao nói thẳng với tao cũng nghe đồn đâu. Là thằng thầy mày luôn luôn mang găng tay, thằng thầy mày không có một cái toa thuốc, không có một cái hồ sơ, không có một cái giấy hẹn, và không cho ai số điện thoại, đặc biệt là khi nào cần cái gì tao không biết. Chứ còn với bệnh nhân mà khám bệnh đó, không cho để người ta không biết thầy mày ở đâu hết. Và vấn đề ở đây là di chuyển liên tục ha, trong nước thì cũng không ở yên một chỗ, đi đâu ra nước ngoài cũng đi tới đi lui. Chính ông Dũng cũng nói rằng tôi tạo điều kiện cho chú mày á, ở một chỗ khám bệnh đi, thằng Hoàng Yên không nhận. Rồi trong mình nhà thương Chợ Rẫy đó, mấy ông giáo sư trong đó biểu là sẽ lập cho nó một cái khoa để là thầy Võ Hoàng Yên, để cho nó tiếp nhận để giúp dùng cho cái mấy cái tay biến mạch máu não á. Ở Chợ Rẫy người ta bị quá tải thưa quý vị. Mỗi ngày mà Chính đi săn sóc chị mình ở giờ đường Nguyễn Duy Thanh á, Chính nói thiệt thề với quý vị luôn á, nghe cái tiếng bí bo chở bệnh nhân đi ngang mà sốt cả ruột luôn. Bởi vì nó đi cái hướng về Chợ Rẫy. Còn nếu mà cháy nhà đó thì mình không có nghe dân chúng người ta la lên là cháy nhà ở đâu, không thấy khói lửa gì trơn. Thì tất nhiên là cái tiếng đó là cái tiếng để chở bệnh nhân thôi, chứ không phải là cháy nhà. Nhưng mà cái hướng nó đi về phía Chợ Rẫy rất là nhiều. Và Chính nó nói thiệt với săn sóc chị mình mà nghe cái tiếng bí bo nó đi ngang đi qua đi lại, cứ chung mình á, nửa tiếng một tiếng là một lần cái tiếng bí bo nó chạy ngang. Mà thường thường tại sao là bệnh là gọi là cấp cứu, là thứ nhất là tai nạn xe cộ, thứ hai là đột quỵ, thứ ba là tai nạn đánh nhau chém nhau. Nó là thường thường ba thứ nào quý vị, thứ nhất là tai nạn xe cộ, thứ hai là đánh chém nhau, thứ ba là đột quỵ. Nó thuộc về cấp cứu. Còn chiến tranh mình có còn không? Không, chiến tranh mình đâu còn nữa. Còn khủng bố Việt Nam mình cũng không có khủng bố. Thì như vậy cái tiếng này là cái tiếng nó đi về cái hướng Chợ Rẫy, thì chắc chắn là đó là bệnh nhân đang nằm trên đó, chứ không phải là cứu quả gì. Cứu quả nó mình bước ra mình sẽ nghe ở cái đám chỗ này cháy, chỗ đâu kia cháy. Mà cứu quả đi rồi mấy năm trời mới đi nghe đi một lần, nói là xui lắm rồi đó. Chứ còn cái tiếng mà bí bo mà chở bệnh nhân nặng mà đi xuống với bệnh viện á, bình quân nửa tiếng một lần, một tiếng một lần mà Chính nghe, nếu Chính đếm không nổi luôn, nói thiệt luôn quý vị. Thì thành thử ra đó, Chính đã nói nhiều bài nói lắm, Chính phân tích là khó có thể tìm ra cái nguyên nhân là chết do cái gì. Nhưng mà cái nguyên nhân để chết á, thì thứ nhất là dỗ vô trong cái lỗ tai của mình, nó gây ra cái áp lực, nó làm cho nó ù cái lỗ tai, khó chịu và mất ngủ luôn. Thấy không? Và khả năng nó có thể nó làm cho nó tức, nó vỡ gì bên trong mạch máu nhỏ, bên trong não đó, có thể em bé chết. Đó là Chính phân tích, gọi là phân tích giải thích, chứ không nói rằng thằng Dầu Hoàng Yên nó có làm cái đó với bệnh nhân hay không, gì Chính không thấy. Và không thấy bệnh nhân chết để mà mình biết đứa đó
chỉ có nghe trên cộng đồng mạng và cái vấn đề ông Nguyễn Đình Kim đăng giữ mấy cái hồ sơ đó thì biết vậy thôi. Còn cái chuyện thứ hai đó là kéo cái lưỡi đó, bây giờ quý vị làm thử đi, lấy một cái khăn hay miếng gạt, quý vị nắm cái lưỡi của quý vị giật coi nó đau thốc ở trong cái cổ họng khỏi ăn luôn. Làm thử đi, làm thử đi quý vị. Mà cái những cái đứa mà nó nằm cái giai đoạn mà nó ngọng á, thành ra nó phát âm không có rõ, rồi bây giờ không biết có hay không, liệt nó vô là câm để kéo cái lưỡi của nó đòi biểu đâu nói nghe coi. Ôi trời ơi, hay quá hay quá. Thì đã nói rồi, nếu làm được làm đi. Ở ngoài Bắc của mình là bệnh câm và điếc rất là nhiều, người ta có cái trường học luôn, người ta đang dạy nghề cho các cháu. Còn trong miền Nam mình thì chính biết rằng cái trung tâm hội người mù thành phố Hồ Chí Minh, nó bây giờ thằng Happy Nia, mày làm ơn đồng phước mà đi giùm tao đi, để ngày mai tao đi Nga tao coi cái số nha, rồi tao sẽ lên một cái bài nữa nha, tao sẽ đọc cái số đàng hoàng và tao sẽ nhớ mãi luôn. Tại vì sao quý vị biết sao, nó viết cái chữ nó mờ quá, rồi chính đi chợ đi ngang nó, nhiều khi mình đi ngang mình sợ xe đụng, bị xe cái chỗ nó rất là đông, cái chợ mà, thành ra mình lo mình lách xe mình đi, mình ít có nhìn ở trên cái nó, quý vị ít nhìn cái số. Nhưng mà biết là đường Cống Quỳnh, ngay đầu đường Cống Quỳnh đối diện với chợ Thái Bình, trời ơi nó dễ kiếm gần chết luôn, ở trong đó cả ngàn đứa mù trong đó đó. Tao nói cho mày nghe, nếu đúng như vậy bản mặt của mày hơi đông mày nóng tính, hơi đông mày hét mày la trên cộng đồng mạng hả, hơi đông mày làm cái trò đó, mày đi kiếm thầy mày nói thầy, đi lên cái hội người mù ở chỗ của chính của nói đó, lên cho nó thầy làm một re luôn cho tất cả đều sáng mắt hết. Tao nói cho mày nghe, thằng Võ Quần Yên á, người ta đồng đồng nó nên nó khỏi đi xuống đất luôn. Từ đó cho đi là đi tiểu cũng có người cổng, đi ăn cũng có người cổng, đi ngủ cũng có người cổng nó. Người ta quý tới như vậy đó, không cần đi xuống đất nữa. Trời đất ơi, có chuyện có như vậy không, có lên nó hét nó la quá vậy. Tao biết cái mặt của mày bây giờ nó không như hồi xưa nha, Happy Nia mày đang đổi tướng nhiều lắm đó. Không biết mày có xài cái gì hay không, tao không biết nha. Mà cái mặt của mày nó mét chằn à. Hồi lúc trước mày hồng hào, ha, mày hồng hào lắm. Mày giống như là giúp YouTuber bánh mì đây đó. Ha, mày giống như cậu đó, cái mặt hồng hào của gì, ha, nói chuyện vui vui. Nhưng mà bây giờ mày thay đổi rồi đó Happy. Ha, cái mặt của mày bây giờ là sad rồi chứ không phải là còn happy nữa. Mày biết không? Mày cứ là unhappy đó. Unhappy đó chứ không phải còn happy nữa đâu. Nếu mày mà không có tỉnh táo ăn nói cho tử tế, mà lên cộng đồng mạng mày nói rằng thầy mày thưa hả? Thầy mày nhắn mày hay là thầy mày nói? Thì mày biết là thầy ơi cứ thưa đi. Thầy nhắn con chi để chúng chửi quá trời kìa. Trời ơi giờ nó hâm dọ. 3 năm trời nó ở đâu người ta cần nó muốn chết, nhưng giờ nó đi nó hâm dọ, ai nói nó nữa hâm dọ nó thưa. Trời đất mẹ ơi. Thì bây giờ muốn thưa đó thì cái việc làm cho tốt đi. Đi ra làm sao mà đúng y như vậy đi là xong ngay. Cô Hằng dẹp qua bên, chú Dũng dẹp qua bên, chuyện của hai cô chú là xong rồi, sắp là kêu là đóng màn kết thúc. Cô chú sẽ trở lại o bế lại cái khu du lịch Đại Nam. Ai yêu mến cô chú thì cứ lên đó để mà ủng hộ cho cô chú, còn không thì thôi mình ở nhà mình, có thế thôi. Còn bao nhiêu cái chương trình từ thiện thì cô làm tiếp thì cô làm, cái nào cô ngưng thì cô ngưng đó. Tôi đã nói với quý vị rồi đó, con người đâu phải thần thánh. Nhưng mà ngày hôm nay bà con mình dành ưu ái cho cô là vì sao? Cái chuyện của cô làm thì đối tượng không phải là mình rồi, ha không? Nhưng mà tại sao cái phần còn lại là chúng ta lên án? Là tại vì cái bản thân họ xấu xa. Nhưng mà cái hào quang được rỡ và cái vấn đề mà kêu là fan với phiết đó quý vị, nó che lắm. Đó, cũng như là chúng ta thấy một cái tô sáo nó ngon quá, cái màu mỡ nó đẹp quá, màu vàng đẹp quá, nhưng mà húp đi, không để cho nó nguội hay là đánh cái lấy cái muỗng đánh tan cái lớp mỡ vàng nó lên để mà coi cái nước ở phía dưới nó nóng như thế nào. Đó là cái kiểu như vậy đó quý vị, cũng giống như là vàng mã đó ha. Những cái người mà chúng ta coi như là thần tượng của chúng ta đó, hào quang được rỡ thế này thế kia, người ta nói gì cũng nghe đó ha, ủng hộ quá trời quá đất. Là tại vì sao? Một lớp sắc nhơ bên trong mà được mạ vàng rất kỹ ở phía ngoài. Bây giờ cô Hằng cô lấy cái ngón tay cô cười cho một chút, biết một chút vậy thôi, cô không làm sao có điều kiện để cười hết những cái lớp vàng mã đó. Mặt nạ cô lột ra chừng một vài người thôi là cô đã bị tấn công tới như vậy rồi. Là cái vấn đề là thượng tôn pháp luật. Chứ nếu mà để cho cô từ từ cô nói được quý vị, là tự nhiên cái mặt nạ nó rớt từng cái xuống. Nó tự nhiên nó rớt hả? Đất nước của mình không có vấn đề phong sát ha, để tự nhiên như vậy. Chứ còn mình đất nước người ta nè, Trịnh Sản, Triệu Vi nè, quý vị thấy ông Ngô Dực Phàm có chuyện là cả nước, nghĩa là người ta không chơi nữa, người ta không ủng hộ nữa. Thế là không còn cái vai để mà đóng.
đóng không ai coi. Đó là cái phong sát của Trung Quốc. Việt Nam chúng ta chưa đến nỗi như vậy. Vì tánh Việt Nam coi vậy, cái lập trường thứ nhất cũng không vững. Ai nói thì nghi minh này, một chút nữa người ta nói thì nghi minh kia. Thấy không? Thí dụ như bây giờ bữa hổm mà cô Hằng với chú Dũng mà đang lên livestream thì là Võ Hoàng Nguyên không ra thể hiện. Mấy đứa lại đây tao khám bệnh đi, kiếm bệnh giùm tao trong sớm, đứa nào câm điếc đua ra tao khám bệnh coi. Đứng hát cả lương. Mày nhớ không hát Benia? Thầy mày đứng hát cả lương. Rồi mày hỏi thầy mày như vậy nè. Hồi đó anh chị, anh Dũng với chị Hằng đó đối xử với anh sao? Anh là một cái thằng, anh nói anh là thần y. Anh cứ nói thiệt đi. Người ta đối xử với anh như chén nước đầy. Phải không? Dạ em hỏi thiệt anh vậy, tiền của tịnh độ cư sĩ cô Hằng gửi tiền lì xì á, anh có ăn cái tiền lì xì anh bỏ cái bao thơ đỏ của người ta xuống dưới hay không? Xuống thùng rác. Hỏi đi. Rồi á, hỏi thiệt anh nha, anh có mê chị Hằng không? Tại sao anh hay kiếm riêng chị Hằng để anh nói về chuyện tiền bạc? Rồi bây giờ em hỏi anh nha, mấy cái người mà anh nói anh kể khổ nói là học trò của anh, anh đang thiếu nợ tụi nó nhiều lắm. Cô Hằng thấy tội nghiệp mới cho một người một cái sổ đỏ để mà có miếng đất hộ thân. Hãy thương thầy là thương trò. Có không? Rồi bây giờ anh cầm tiền cô Hằng đi ra ngoài làm miền Trung để anh làm từ thiện đó. Anh thề với tất cả đất đai thổ trạch ở miền Trung. Anh thề với những cơn sóng ở trên biển cả, anh thề đi. Tao làm đến mức độ mà mấy tấm tôn nó cứa sắp sửa đứt cái đầu của tao đó. Vậy thì bây giờ anh thề rằng anh có xài cái đồng tiền đó cho đồng bào miền Trung của chúng ta hay không? Và hỏi thiệt anh, anh có khám được đuôi điếc câm hay không? Anh hãy hỏi lòng anh và có thực hiện đúng hay không? Vì nếu đúng như vậy không phải là thần y, mà là thiên y, là trời là đất. Không, địa y thiên y chứ không phải là thần y bình thường đâu. Vì thần á, thì còn hiện ra hiện vô chỗ này chỗ nọ, trùng thiên với địa đó, khắp nơi đi đâu cũng đất với mặt trời hết. Không, và khi nào anh chết rồi anh có dự trù bữa nào anh chết không? Không, nếu anh là thần y đó anh sẽ làm sao chế thuốc sẵn, sau này anh già một cái là anh uống vô để cho anh trẻ mãi như vậy, anh đừng có già thêm nữa. Hôm nay anh thấy anh già thêm không? Anh chụp cái hình ra đưa cho bà con coi một chút đi. Lên TikTok mà sợ gì? Cái này là bên công an mạng đâu có cấm mặt cái mặt anh đâu. Không quý vị, đưa cái mặt ra một chút xíu cho bà con coi hiện thời bây giờ cái mặt Võ Hoàng Nguyên ra sao. Anh có chế ra một cái đứa thuốc nào mà anh uống vô anh trẻ hoài. Đó. Tao gợi ý cho mày nó happy, mày đừng lên trên cộng đồng mạng mày la làm chi. Không, cô Chính thay mặt cô Hằng nói từ lâu rồi, nói là bây giờ đó nếu khám bệnh được đi ra đi. Bản thân cô Chính sẽ mời nó tới nhà để mà trị cho cái chân của chị ruột cô Chính. Rồi cô Chính quỳ xuống, cô Chính cảm ơn. Đầu tiên là cảm ơn bằng cách lại nè. Rồi sau đó nó nói nó không lấy tiền, cô Chính cũng sẽ đưa tiền với một cái giá tiền nó cho nó hợp lý. Rồi sau đó cô Chính sẽ, nếu không đủ cô Chính trả góp. Được không mày? Làm sao làm, nghĩa là giữ lời hứa. Đừng có nói là miễn phí làm chi hết trơn. Đúng không? Hà tất gì mà mày phải lên rống cái họng mày chi mấy lần mày nói hoài. Mày nói thầy của mày á, là giỏi lắm, lo niệm Phật không? Niệm Phật làm sao bằng cứu người? Đức Phật nói rằng bây giờ có niệm thì niệm, mà cái tâm và cái hành động của mình nó quan trọng lắm. Đi cứu người đi. Phải không? Cụ Hải Thượng lão ông cũng biểu đi cứu người đi mà. Đâu có phải học xong là cất trong túi. Đúng không? Rồi trình ra cái diploma và cái license cho mình rõ ràng đàng hoàng, xin giấy phép đi rồi bắt đầu ra hành nghề đi. Ha, còn cái chuyện mà Tây Y, Đông Y, ông nội, ông nào, ông kệ ổng. Ha, ổng tới ông khám bệnh có đó là ổng còn quảng cáo cho mày thêm. Hà tất gì mà phải đi giấu một người có tài như vậy? Mày dám nói theo cảm tính của mày, mày nói rằng mắc cỡ nên không có nói ra. Trời ơi, nếu mà không nói ra là con mình điều trị hết bệnh đi chăng nữa thì cũng sẽ lên YouTube á, nói giùm cho Võ Hoàng Yên. Không cần nói mình là bác sĩ, chỉ nói mình là một người bình thường cũng được. Nói là tôi tên là Nguyễn Văn A, tôi có đứa con là Nguyễn Văn B. Nó câm còn nhỏ vậy, nó gặp ông thần y nó hết bệnh. Đưa ra, trình ra, show ra. Trời đất ơi, cái này đâu cộng đồng mạng đâu có cấm. Mà mày hỏi thằng thầy mày nè, mới cách 2 ngày sau cô Hằng livestream á, thằng thầy mày lên trên TikTok nó nói vậy nè. Anh chị em để em trả tiền, em hẹn anh chị em trả tiền rồi em đi lên núi em tu, có không? Thôi bây giờ đừng lên núi nữa, nếu đúng vậy đừng lên, đi ra khám bệnh đi. Rồi bây giờ á, tao hỏi mày á, đi lên trên công an á, đồn công an đó, thì
cái thằng luật sư nào đi chung với Võ Văn Uyên làm động tác giả để chia ly gián giữa cô Hằng và đồn công an, bằng cách rằng đưa một cái tay làm động tác giả giới đánh cô Hằng, mà cái tính cô Hằng cũng nóng. Cô lên trên cộng đồng mạng, cô than thở với fan, cô bực tức, cô nói chuyện trong cái bức xúc của cô á. Thì như vậy mà về mày hỏi thầy mày có vậy không anh? Anh muốn cố tình ly gián giữa cô Hằng và bên đồn công an phải hay không? Hồi nãy giờ tao nói mày nhớ không Happy, mày có vô chưa? Mày có bấm máy ghi âm và mày vô mấy cái lời tao hỏi chưa? Ha? Rồi anh đi lên trên đó cô chú đối xử với anh sao? Rồi anh lấy cái ghi âm á, anh đặt lén ở đâu đó? Ha, anh đem anh ghi âm lén vợ chồng người ta nói chuyện khen thưởng hay là nói chuyện vui chơi gì anh em ghi hết trơn ha. Rồi cô Hằng có khóc tâm sự cái gì anh ghi hết có không? Rồi bây giờ anh nói rằng ông Dũng là 60 tuổi chết, bao nhiêu tài sản qua anh Dũng á chuyển qua cho em có không ha? Rồi bây giờ đó thằng thầy của mày đó có phải là đệ tử của thầy mày mà mày nói dốc là chủ nợ đó, như vậy là bây giờ có vấn đề, mỗi đứa có cái cuốn sổ đỏ không? Nói đi. Hồi nãy giờ là tao gom sơ sơ rồi đó. Rồi thằng thầy của mày đi nói chung với vợ chồng chú Dũng rằng em chưa vợ con gì hết. Cô Hằng tử tế đến mức độ cho một năm nhân công hay là gì đó đi giặt quần áo cho tới thằng thầy mày luôn. Giặt ủi cho thằng thầy mày luôn. Vợ chồng người ta ăn ở tới như vậy. Tao đã nói tới thậm chí cái đứa con của người ta. Mà người ta tin tưởng cái thằng này đến mức độ người ta cho con của người ta để làm đệ tử và cho con tinh thần của thằng thầy của mày. Thay vì như tao á, tao nuôi cho con tao lớn lên rồi đi học Tây y đàng hoàng ha. Còn cái nghề đó thì học thêm. Tôi nói quý vị nghe, không có khi dễ đâu quý vị. Chính bản thân tôi đã nói một mấy lần với quý vị là giải phóng vô cho chúng tôi 4 môn học mới, là làm cái phòng vệ sinh 2 ngăn 3 ngăn gì đó ha, vệ sinh công cộng, nó làm như tụi tôi là kỹ sư quý vị. Và điểm thứ hai á, là cho tụi tôi học gì bên chính trị nè. Và cái môn thứ ba là bên châm cứu, và cái thứ tư là thuốc nam. Thì nếu bây giờ mà cho chúng tôi học từ đầu tới đuôi đó, không chừng bây giờ chúng tôi cũng có thể giống như thằng Hoàng Yên đó quý vị ha. Lấy cái thuốc nam để điều trị cho đồng bào chúng ta, ké đầu ngựa hay là mùn trâu hay là cái cây chó đẻ hay là trái cái trái mà bòn bon hay cái trái gì đó quý vị, tất cả các loại bông loại trái đem ra để mà trị bệnh cho đồng bào của chúng ta, đâu có mỗi cái là phải dùng thuốc tây đâu. Chính cũng nói với quý vị là thuốc tây nó nóng lắm. Và thứ hai, thuốc nó đi qua gan, nhất là cái loại thuốc giảm đau nó đi ngang gan, nó sẽ tàn phá tế bào gan của mình. Thật ra hạn chế uống thuốc giảm đau là như thế. Cái nào chùm nóng được thì chùm nóng, cái nào xài sơ lông bát hay là dầu nóng, hay là treo cái chân nó lên cao, treo cái tay nó lên cao. Làm sao làm bây giờ kêu là so bóp như thế nào hay là chạy điện để chi giảm bớt cái vấn đề uống thuốc. Vì uống thuốc nó dễ làm cái bao tử mình nó đau và dễ thay, thuốc men đều qua gan hết. Thận gan nó phải hoạt động rất nhiều để mà nó lọc cái thuốc đó ra. Nó thành ra bây giờ vấn đề người ta kêu gọi là áp dụng đông tây y hồi nào tới giờ ha? Nhất là giải phóng xong nó hoàn cảnh bị cấm vận. Cho nên rằng là cứ là xuyên tâm liên rồi phi la tốt, tức là nhau. Trời ơi, tôi nhắc cho quý vị nghe, nói ra cái bài nói nó dài quý vị. Nhưng mà trong cái ý này tôi xin được ngừng ở đây. Tôi cảm giác là tôi nói dài đâu quý vị, nói dài là bà con mình cũng không thích đâu, mà tôi cũng không chịu nữa mà chẳng qua nó quên thôi chứ không phải là muốn nói dài chi đâu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy có cái gì ở bên của Võ Hoàng Yên hay là bất kỳ một cái người nào nữa thì chính Tiền Giang sẽ thông qua cái tài liệu để đồng chí Lý Lắc gửi qua đó, thì chính Tiền Giang sẽ hậu chuyện với quý vị nha. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhắn dùm cho thằng Hepinia mở kinh của cô Chính đang nghe, tức là đồng chí Lý Lắc đó, Lý Lắc Blog, mở ra chịu khó nghe cái đoạn của Chính nói chuyện, kêu gọi Võ Hoàng Yên ra thay mặt cô Hằng và tất cả. Cô Hằng không hề có quyền hạn gì cấm cản một nhân tài nha. Chỉ có điều rằng xin phép chính phủ trình giấy tờ đàng hoàng, xin phép chính phủ và đi khám có nơi có chỗ, và ghi to ghi lời hẹn với người ta. Còn lấy tiền thì cứ lấy, mà lấy theo cái giá như thế nào. Đừng có nói cái chuyện từ thiện, đừng có mượn cái mác từ thiện nữa nha, nó rắc rối lắm. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn chú Kim Lý Lắc kinh doanh buôn bán mặt hàng yến cao cấp. Các cô chú anh chị nào có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, báo hiếu đến sinh thành, làm quà tặng cho người thân, đồng nghiệp thì liên hệ Zalo của em, và em sẽ cung cấp yến giá sỉ, hàng chất lượng, hàng cao cấp 10/10 nha quý vị.
toàn bộ yến đều là nhà em nuôi ở Nha Trang và chế biến cực kỳ ngon, giá thành rẻ và chất lượng hoàn hảo. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và đặc biệt nhà chúng ta nếu như có người thân mà sức khỏe không được tốt thì chúng ta hãy dùng yến xào của em là bảo đảm khỏe lại liền. Tiền nhiều để làm chi? Tiền nhiều để làm gì? Mua yến ăn đi để bồi bổ sức khỏe cho gia đình và người thân của chúng ta. Nè, mua 10 hũ yến nhỏ, em sẽ tặng cho một hũ, giá chỉ có 69k một hũ thôi, bao ship toàn quốc nha. Rồi, và đặc biệt bên em có yến tổ Nguyên Long. Đó, yến tổ Nguyên Long là nó có Nguyên Long, còn Long còn yến nguyên. Nhà mình đừng có yến tinh chế nữa, yến tổ Nguyên Long thì giá 2.899k, còn yến tinh chế thì nó rẻ hơn tí xíu, rẻ hơn 100k, đó là 2.799k. Và bên em có yến tổ Rút Long nữa. Đó, yến tổ Rút Long. Và em có sẵn ở đây luôn nè, yến tổ Rút Long. Đây, yến tổ Rút Long đây. Đó. Yến tổ Rút Long là nó không có cọng lông nào hết. Đó, nó nguyên tổ vậy nè. Và cái giá này là 3.799k một lạng nha, chứ không phải một ký đâu nha. Bán một ký vô đây là em sạc nghiệp luôn nha. Một ký yến mà bán 3 triệu mới là sạc nghiệp luôn đó. Nè, mua cái này đó, có tặng kèm nữa nha. Tặng kèm là táo đỏ. Đó, táo đỏ để nấu kèm nha. Và đi kèm với táo đỏ thì có đường phèn. Trời ơi, nói với quý vị nha, cái này bồi bổ sức khỏe rất là tốt nha, rất tốt nha quý vị, tốt cho tim mạch nè, tốt cho huyết áp nè nha. Rồi những người nào mà sức khỏe không được tốt đó nha, rồi ăn cái này là rất là khỏe, rất là tốt luôn. Nói về yến này quý vị đã biết rồi đúng không? Mà yến bên em rất là đặc biệt, rồi rất là ngon nha, quý vị thử dùng thử một lần đi, hoặc là mua yến hũ ăn thôi, có 69k một hũ thôi, mua 10 tặng 1, à, ship toàn quốc luôn, phi ship luôn. Đó, mua ăn thử cái yến hũ đi nha, ăn bảo đảm luôn, đặc sệt luôn, không giống như những cái yến chỗ khác bán mà nó lỏng le lỏng lét nước không đâu, cái này là cái rất là nhiều, tại vì ở nhà làm nha, uy tín của Lý Lắc nha. Rồi, và đặc biệt nữa là có yến tổ cam giá 6.999k, yến tổ cam tinh chế thì nó rẻ hơn 500k, đó là giá thành 6.199k. Và đặc biệt nữa là có yến huyết nha, yến huyết mắc tiền lắm quý vị, mười mấy triệu một lạng lận. Và những mặt hàng bao ship toàn quốc nha, bảo đảm ăn một lần là nhớ hoài, ăn là nhớ hoài nha. Rồi, rất là ngon nha, kính mong tất cả cô chú các anh chị chúng ta nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy bồi bổ sức khỏe, lo lắng sức khỏe của mình. Sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng là bạc, có sức khỏe mới kiếm tiền được nha. Nhớ, người yếu yếu không khỏe hãy liên hệ Lý Lắc qua Zalo để mua yến về ăn, bảo đảm với quý vị không ngon không lấy tiền nha. Yeah. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem hết clip của Lý Lắc, chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, nhớ không khỏe mua yến của Lý Lắc ăn nhé. Chào tạm biệt mọi người.